bạn hôm nay shop xe đạp Hân My xin giới thiệu một lách lai tay ngang giá xe đang được bán với giá 3.850.000 3.850.000. Khung sườn được làm bằng nhôm phuộc thép, ghi đông bô tăng cốt yên nhôm. Xe được trang bị cấu hình là 3 dĩa 7 líp, tay đề Shimano, cùi đề cùi đĩa Shimano. Khung sườn nhôm phuộc thép, ghi đông bô tăng cốt yên nhôm. Giá xe đang được bán với giá chỉ có 3.850.000 3.850.000. Màu sắc là màu đen cam. Tay đề con này là tay đề Shimano. Shimano là hàng thương hiệu khá nổi tiếng, được nhiều giới chơi và nhiều tay chơi trong làng xe đạp biết đến. Và thậm chí những người đã từng chuyển qua bộ phận group khác, group đề khác, sau này cũng quay về với lại Shimano. Vì lý do gì sao? Vì Shimano dễ chơi, dễ xài, dễ thay thế và dễ dàng sửa chữa, bảo trì, bảo quản. Giá thành của Shimano thì tương đối rẻ và hợp lý. Tay đề Shimano. Shimano có nhiều Shimano được nhiều nước và nhiều quốc gia sản xuất như Nhật, China và Indo, Malay đó. Khung sườn được làm bằng nhôm, phuộc là phuộc thép, sườn nhôm. Xe được trang bị mối hàn dãy cá, sườn mối hàn dãy cá đi dây ngoài. Càng thắng là càng thắng gom. Niền con này niền cao 4 phân, căm tròn, niền xé gió. Giá xe đang được bán với giá chỉ có 3.850.000 3.850.000. Lách lai dòng xe tay ngang. Cùi đề đĩa, con này được trang bị cùi đề đĩa Shimano. Giá này các bạn tới nhà xem xe coi xe sẽ được giảm giá nha các bạn nha. Khi các bạn tới nhà xem xe coi xe sẽ được giảm giá. Cùi đề đĩa con này là cùi đề đĩa Shimano. Giò dĩa con này giò dĩa Prowell. Cùi đề đĩa Shimano giò dĩa Prowell. Cùi đề lip con này là cùi đề lip Shimano Tony TZ. Lip là lip vặn 7. Cùi đề lip Shimano Tony TZ. Lip là lip vặn 7. Sơn con này là sơn 7. Xe được trang bị cấu hình là 3 dĩa 7 lip. Giá xe chỉ có 3.850.000. Các bạn tới nhà xem xe coi xe sẽ được giảm giá. Địa chỉ nhà 184/8 đường Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận Gò Vấp. Địa chỉ nhà 184/8 đường Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận Gò Vấp. Số điện thoại mua hàng là 0937009995 hoặc 0984649676. Lách lai tay ngang. Giá xe đang được bán với giá chỉ có 3.850.000. Khung sườn con này được làm bằng nhôm, phuộc là phuộc thép. Xe là được trang bị càng thắng gom trước và sau. Xe đi dây ngoài, sườn mối hàn dãy cá. Tên con xe, thương hiệu con xe là Black Line. Thương hiệu sản xuất tại Italia. Thương hiệu là Italia chứ phải sản xuất tại Ý, lộn. Vỏ là vỏ compact. Size vỏ con này là 700 nhân cho vỏ compact. Size vỏ là 700 nhân 25C. Size vỏ là 700 x 25C, niền cao 4 phân, căm tròn, niền xé gió. Lip là lip vặn 7, cùi đề lip là Shimano Tony TZ. Lip là lip vặn 7, cùi đề lip là Shimano Tony TZ. Cùi đề đĩa con này được trang bị cùi đề đĩa Shimano giò dĩa Prowell. Xe được trang bị cấu hình là 3 dĩa 7 lip. Màu sắc con này màu đen cam. Hôm nay là ngày 14 tháng 8. Ngày 14 tháng 8 shop xe đạp Hân My xin giới thiệu mẫu xe Black Line. Giá xe chỉ có 3.850.000. Giá xe là 3.850.000. Địa chỉ mua hàng là 184/8 đường Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận Gò Vấp. Số điện thoại mua hàng là 0937009995 hoặc 0984649676. Giá xe đang được bán với giá 3.850.000. Con này được trang bị 3 món Shimano, gồm có tay đề Shimano, cùi đề cùi đĩa Shimano, giò dĩa là dĩa 3, lip là lip vặn 7. Địa chỉ mua hàng là 184/8 đường Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận Gò Vấp. Tên con xe là Black Line. Tên con xe là Black Line. Địa chỉ mua hàng 184/8 đường Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận Gò Vấp. Số điện thoại mua hàng là 0937009995 hoặc 0984649676. Lách lai con này được trang bị ti bật tháo mở nhanh cả bánh trước lẫn bánh sau nha các bạn nha. Bánh trước, bánh sau dùng ti bật tháo mở nhanh như một con xe chuyên nghiệp. Chân chống theo xe là chân chống phụ theo xe, có chân chống phụ theo xe. Càng thắng là càng thắng gom. Giá xe chỉ có 3.850.000.
giá xe 3.850.000. Các bạn tới nhà xem xe, coi xe sẽ được giảm giá. Blackline giá xe 3.850.000 nha các bạn nha. Địa chỉ mua hàng 184/8 đường Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận Gò Vấp. Số điện thoại mua hàng 0937009995 hoặc 0984649676. Xe đạp Blackline giá xe 3.850.000. 3.850.000.